những ngôi nhà nghỉ tình ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức không ngừng mọc lên. Trong đó có sự đóng góp của gia đình ông Nguyễn Văn Trần và bà Nguyễn Thị Nung đã góp phần mang đến sự an cư cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn ở Xà Bang, Châu Đức. Đây không chỉ là sự giúp đỡ dành cho người nghèo mà còn là tình làng nghĩa xóm của những người dân ở ấp Liên Sơn. Gia đình ông Nguyễn Văn Trần và bà Nguyễn Thị Nung sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Với bản tính cần cù chịu khó, sau nhiều năm làm lụng vất vả, ông bà đã xây dựng được một cơ ngơi riêng, khang trang, cuộc sống ổn định. Đi lên từ khó khăn, ông Trần và bà Nung thấu hiểu những hỗ trợ, dù là nhỏ nhất, đến với những gia đình nghèo rất quý giá. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, năm 2022 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương phát động với tinh thần lá lành đùm lá rách. Ông bà đã chung tay đóng góp để địa phương xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình nghèo, hộ khó khăn tại địa phương với tổng trị giá 320 triệu đồng. Thật lòng tôi mà nói thì trước đây tôi lên tôi sống ở cái vùng mà tôi rất là nghèo khổ. Nhà cửa thôi nó dột dài chỗ này dài chỗ kia riết, cho nên cái cuộc sống mình đã trải qua rồi. Biết cái cảnh mà coi như vậy là nhà dột dữ lắm. Cho nên mà khi mà làm ăn được cũng trời phật ở cái vùng này cũng thương. Rồi làm ăn thấy nó cũng đỡ. Rồi khi mà vừa được có đỡ cái là mình lại nghĩ tới cái vấn đề đó. Cho nên vợ chồng mới bàn nhau phát tâm để rồi lo được cái mấy ngôi nhà cho cô bác. Nhưng mà phải qua chính quyền. Với chính quyền thì nhìn rộng hơn nữa. Là cũng từ thực tế của cái địa phương thì hộ nghèo thì dần dần theo những cái tiêu chí của chính quyền rồi thì nó cũng đã giảm bớt, nhưng mà cái hộ khó khăn trên địa bàn xã thì nó còn nhiều. Mặt trận cũng xin ý kiến của đảng ủy trước thì mới thành lập cái mô hình rồi triển khai cho tất cả các tổ chức thành viên, đầu tiên là cán bộ đảng viên. Mô hình thì cũng thành lập là theo kiểu là có ban vận động với lại ban điều hành ở dưới ấp, sử dụng cái nguồn lực là nguồn lực của địa phương, mình vận động những cái mạnh thường quân cho ấp để hỗ trợ trong ấp trước. Như gia đình chị Trần Thị Thu Trang ở tổ 50 ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, thì một ngôi nhà nhỏ tươm tất nhưng lại là ước mơ bao năm của cả gia đình. Với đồng lương công nhân ít ỏi, đất sản xuất nông nghiệp không nhiều, nên dù căn nhà cũ được xây tạm và xuống cấp theo thời gian, nhưng anh chị vẫn không có điều kiện để xây dựng lại. Đầu năm 2022, thông qua mô hình lắng nghe người nghèo và được Ban Công tác Mặt trận ấp Liên Sơn vận động, vợ chồng ông Nguyễn Văn Trần đã hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng giúp gia đình chị Trang xây sửa lại căn nhà cũ. Trước ngay thì ngôi nhà tạm, xây gạch sơ sơ, không có tô, nền xi măng. Bây giờ có ngôi nhà vững chãi thì bền chắc rồi thì thấy rất là vui, ấm cúng. Ở xóm thì cô chú giúp đỡ vậy thì rất là tốt. Cũng rất cảm ơn cô chú nhiều. Cũng may mắn nhận được sự hỗ trợ để xây dựng nhà như gia đình chị Trang là hộ ông Bùi Quang Sang cùng ở ấp Liên Sơn. Các nhà cũ của gia đình ông Sang mới xây phần thô, mái tôn rỉ sét tạm bợ. Nhưng cuộc sống cũng không dư giả gì nên ông không có tiền để xây sửa cho căn nhà. Từ số tiền mà gia đình ông Trần thông qua chính quyền địa phương hỗ trợ, ông Sang có điều kiện để hoàn thiện căn nhà khang trang hơn. Ngay những nhà mới, ông Sang không giấu được vui mừng. Bởi từ nay, mỗi khi mưa gió, cả gia đình ông không còn phải lo lắng mưa tạt gió lùa. Thì cũng nhờ mạnh thường quân là Tư Trần địa phương cũng hỗ trợ cho 80 triệu. Cả gia đình cũng có đóng góp thêm để sửa chữa lại nhà hoàn thiện. Gia đình cũng cố gắng phấn đấu để làm mang để phát triển kinh tế. Cũng rất cảm ơn tấm lòng của mình tổ quân bên Tư. Là các cái nguồn quỹ hàng năm thì cô chú là rất tích cực đóng góp, nhất là những cái nguồn quỹ cho người nghèo cũng như là các cuộc vận động. Thế là coi như là gia đình là vào cái diện gương mẫu về các cái mặt đóng góp. Cũng qua cái vấn đề cũng tiếp xúc với chú thì cũng làm mặt trận từ năm 98 đến giờ rồi. Thì cái địa phương này là chú cũng tiếp xúc nhiều. Thế thì cũng đầu tiên là cũng chỉ là qua vấn đề coi như là tiếp xúc thì thấy cái tình hình, cái ý nguyện của những người dân mà có những cái tấm lòng để quan tâm đến những người khó khăn thì là chú cũng đặt vấn đề thực tế với gia đình nhà chú luôn. Thì qua đó mà chú ủng hộ được coi như là 4 căn nhà cho địa phương.
huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để cùng chính quyền các cấp và các tổ chức hội đoàn thể chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con là mục tiêu đã đang và sẽ tiếp tục được thực hiện. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Công tác Mặt trận ấp Liên Sơn đã vận động để xây mới 4 căn nhà, sửa chữa 3 căn, trao 8 con dê giống, tặng 5 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ thường xuyên cho 5 đối tượng đặc biệt tại địa phương, mỗi tháng 200 đến 300 ngàn đồng, tổng số tiền vận động gần 450 triệu đồng. Và những gia đình như ông Trần, bà Nung là một trong số rất ít các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực, biết san sẻ yêu thương, góp phần xây dựng làng quê thêm hương sắc.